đội trưởng thắng lợi nữ quốc gia Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn cả nhà nước, xin rất cảm ơn tất cả những người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam trong và ngoài nước đã ủng hộ chúng tôi suốt thời vừa qua. Phải nói là chúng tôi rất là khó khăn trong cái giải đấu này, nhưng chúng tôi đã bằng